qua thăm mê câu si già, chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái lộc tài trăm xe, làm điều bậc cả đáng chê, bậc kỹ như vậy bồ đề nở bông. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, bởi do bất chánh mà thành bậc trí như vậy đạo hành viên dung. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và sa thú đành thai. Và con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Và con đọc ba lần, con kệ ba lần để con chờ sư vào. Thì sư đã vào rồi, rất là sa thú. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ông bài pháp quốc kinh số 84. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, Sích Thi Na, Sích Trần Đạo, Cẩm Vân, Sích Rạng Đông đã hoan hỷ ông bài. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã đến giờ học bài mới cao pháp quốc kinh số 85. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sích Rạng Đông cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn phạt, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hay. Việc lòng mở đạo dạy đời, Nhân vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ chấp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 85. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít tính sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Hôm nay chúng tôi vô tương đối là sớm. Khoảng 6 giờ rưỡi đó là chúng tôi đã mở máy rồi. Mà cái máy nó bắt update, tức là nâng cấp đó. Rồi hình như là net ở Việt Nam đang có vấn đề nữa hay gì đó, thành ra nó update rất là lâu. Mãi cho đến là lúc nãy đang mới xong mới vô được. Tưởng đâu hôm nay lại gặp chướng duyên nữa.
Thôi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tạo phước. Xin thưa quý vị, mình phải tạo phước. Thì cái nhân phước này nè, một là khiến cho cái tâm của mình được an vui ngay trong lúc mình đang tạo. Thứ hai là sẽ cho cái quả lành của mình sau sau này. Sau sau này tức là từ đây cho đến khi chết rồi các kiếp sau sau này. Thứ ba đó là khi mà mình tạo phước đó, thì xin thưa quý vị, đối với phàm phu mình và thánh hữu học, khi nào còn tồn tại, còn luân hồi tử sanh đó, thì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó sẽ song hành. Thành ra nếu mà mình tạo nghiệp thiện thì nghiệp thiện này nó sẽ có cái công năng là lấn và đè nén đi cái nghiệp ác. Nếu nghiệp ác đó đó không có mạnh, không có cố định, nhờ vậy đó mà mình cũng được sống an lạc hạnh phúc. Xin thưa quý vị, như bây giờ đó là cả thế giới đang phải chịu cái quả khổ do ảnh hưởng virus nè, ảnh hưởng COVID này đó. Thì bây giờ đó, để COVID này cổ sớm bye bye mình đó, thì là tất cả chúng ta đều phải tinh tấn nỗ lực cố gắng để tạo thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp này đó lấn cổ đi. Thứ hai nữa đó, thiện nghiệp này đủ mạnh sẽ trở thành là đoạn nghiệp, cắt đứt, giết chết cổ đi. Do đó nói tới nói lui, nói qua nói lại, nói trên nói xuống, nói dưới nói lên đó, thì cứ mỗi mỗi người chúng ta đó, nếu mà siêng năng tinh tấn để tạo được nhiều thiện nghiệp đó, thì xin thưa quý vị đó là bản thân của mình nè được sống an vui khỏe mạnh, người thân của mình được sống an vui khỏe mạnh, và cả cộng đồng xã hội này đó cũng đều được an vui khỏe mạnh. Chính vì vậy đó mà khi hiểu ra vấn đề như thế đó, thì mỗi mỗi người chúng ta cố gắng tạo được thiện nghiệp nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thiện nghiệp đó thể hiện qua ba loại. Một là thiện nghiệp liên quan tới phước vật, là bố thí ma gia. Thứ hai là liên quan tới trì giới, tức là thu thúc hành đó, gìn giữ tam hành, là si lâm bá gia. Và thứ ba là liên quan tới tu tiến, pha qua năm bá gia. Như là chúng ta sinh hoạt trong room nè, thì chúng tôi nói pháp, quý vị nghe pháp, thì đây là chúng ta đang tạo cái nhóm nhân phước pha qua năm bá gia. Rồi bà con chúng ta cùng với nhau đó là trước khi có thính dự thời pháp này nè, là mình có lễ bái tam bảo rồi thọ trì quy giới. Thì đó là thọ trì quy giới đó, thì là chúng ta tạo nhóm phước si lâm bá gia. Tụng kinh tam bảo tức là tụng lại lời của Phật dạy, là chúng ta tạo cái nhóm phước pha qua năm bá gia. Rồi tất cả chúng ta cùng nhau tùy hỷ lẫn nhau, thấy ai đó mà làm được một cái việc gì như là phục vụ nè, gìn giữ cho room này được sinh hoạt suôn sẻ, chúng ta tùy hỷ với cái nhân đó. Đó là cái nhóm phước si lâm bá gia. Mình cố gắng cứ mỗi một cái nhóm phước, khi có một ai đó làm hoặc bản thân của mình làm, bản thân của mình làm thì mình cũng phải tùy hỷ, hoan hỷ với chính mình. Người khác làm mình cũng hoan hỷ, tùy hỷ với người khác. Đó là chúng ta đang tạo phước đó. Tạo phước được nhiều chừng nào thì xin thưa quý vị, mình sẽ được an lạc nhiều chừng đó. Rồi mình được an lạc thì những người xung quanh của mình họ cũng được an lạc theo. Nên xin mời quý vị chúng ta cùng nhau tiếp tục tạo phước bằng cách đó là học bài mới với câu kệ pháp cú số 85. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện.
Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài mới với câu kệ Pháp Cú số 85. Ở trong câu kệ này chúng ta cùng nhau học 3 phần. Đầu tiên là học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo là chúng ta học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Appakate manussesu. Appakate manussesu. Đoạn thứ hai: Yechana paragamino. Yechana paragamino. Đoạn thứ ba: Athayam itara paccha. Athayam itara paccha. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Iramewanuthawati. Tiramewanuthawati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, apaka. 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 Chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là apaka. Apaka đó là tính từ. Nhưng mà trong trường hợp này đó, chúng ta lấy theo nghĩa danh từ cũng được. Apaka có nghĩa đó là một ít, một vài. Một ít, một vài thì ở đây đó có cái từ ở đằng sau đó là manut se su đó. Thì thành ra một ít, một vài ở đây đó mình hiểu là một ít người, một vài người. Từ thứ hai, T, đây là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số nhiều. Những người ấy. Rồi từ thứ ba, Manusesu là Manusa, chia theo cấp thứ bảy số nhiều. Manusa là con người hay là loài người mình nè. Rồi đây chia theo cách thứ bảy số nhiều, thành ra mình dịch đó là giữa loài người hay là giữa con người hay là giữa nhân loại. Chia theo cách thứ bảy đó thì mình thêm vô cái trạng từ là giữa, ở, trong, trên, tại. Đoạn thứ hai: Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Manusesu là giữa loài người, giữa nhân loại. Dạ đúng rồi. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, J, đây là quan hệ đại danh từ. Chia theo chữ này đây, chữ J này đó là chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra chữ J. Ở trên chữ T đó là những người ấy. Thì chữ D này đó là những người nào, những ai. Rồi từ thứ hai, chắc na. Từ thứ hai, chắc na. Chắc na này đó. Mình dịch đó là người, người hay là dân chúng. Xin thưa cái chữ và chữ chát na này nè. Đây là một cái danh từ nam tính, chá ná, mà chia theo chủ cách số nhiều.
chúng tôi lại quên nói. Rồi chúng ta bước sang từ tiếp theo là Paragamino. Paragamino. Từ này nếu mà mình tách ra ha, thì là para cộng với là gamino. Gamino đó là gami. Gami đây là một cái danh tính từ, một cái gerund đó, từ động từ là gachati. Gami đó là người đi đến. Thì chữ gami này đó chia được ở cả ba giống. Nam, nữ, trung đều chia được hết. Thì gamino ở đây đó là chia theo chủ cách số nhiều. Para là khác. Para có nghĩa đó là khác. Khác ở đây đó là nó trong cái duyên sự của cái câu kệ này đó, thì khác ở đây đó là cái khác bờ. Khác bờ hay là khác cái chủng tính. Thành ra đó là chữ paragamino ở đây đó, dịch theo ý văn đó thì là người sang bờ kia, những người sang bờ kia. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Như là chúng ta lấy từ ngữ hơi chậm. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Athayang. Từ này mình tắt cũng được ha, nhưng mà thôi mình lấy nghĩa nguyên vậy. Athayang. Athayang có nghĩa đó là còn lại, sót lại, dư lại. Tha dân còn lại, sót lại, dư lại. Rồi từ thứ hai Itara. Dạ, Itara là Itara. Xin thưa là Itara luôn. Dạ. Itara đây là một cái danh từ nữ tính, chia theo chủ cách số ít. Thành ra nó giữ nguyên vậy đó là Itara. Itara đây có nghĩa đó là khác. Và trong trường hợp này đó thì Itara ở đây nó làm tính từ để bổ nghĩa cho cái chữ Pacha ở đằng sau. Thành ra đó là ở đây mình chỉ dịch là khác thôi. Rồi từ tiếp theo, tác cha. Ở trong cái câu kệ này chúng ta thấy gồm có ba từ này ha, hơi giống giống nhau này nha. Nghĩa tiếng Việt của mình đã hơi giống giống nhau, là manusa nè, rồi cha na, rồi tác cha. Nhưng mà xin thưa quý vị theo Bali đó, vì chúng ta thấy viết khác nhau nè. Đó thì thành ra đó là cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong đó cũng khác nhau. Nhưng mà dịch tiếng Việt của mình đó thì mình thấy đó là nhân loại nè, con người nè, là giống nhau. Nhưng kỳ thật ra đó thì ẩn chứa ở trong nó khác khác, xin thú vị. Thành ra chữ Pacha ở đây đó, mình cũng dịch đó là gì? Nhân loại nè. Nhưng mà còn có một cái nghĩa nữa đó là quần chúng hay là đám đông hay là đám người. Tại sao đó là dịch là đám đông, đám người à? Là vì ha, ở trong cái chữ chana đó, chana có thêm ở trước thêm một cái tiếp động ngữ nữa là puthut. Puthut chana đó thì lúc đó sẽ chỉ cho là phàm phu. Thành ra đó chữ chana đó đó vừa có cái nghĩa đó là phàm mà thánh luôn. Nhưng mà cái chữ pacha này đó thì xin thưa quý vị đó là chỉ cho phàm thôi.
cũng 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 là nhân loại, cũng là con người hết á, nhưng mà nó có cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong là như vậy. Còn ma xá đó thì là người, nhưng mà ở trong đó đó thì chỉ đến cái tính chất đó là cực hung cực thiện đó, thì lúc đó đó được gọi là ma nu xá. Chữ Pa Cha là chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Tới đoạn thứ tư, đoạn thứ tư này đây là một cái hợp từ chúng ta tách ra, ti răng cộng với là ê quá cộng với là a nu tha quá tí. Ti răng ti rá chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Ti răng đó là cái bờ hay là mé sông. Rồi chữ ê quá ở đây mình lấy nghĩa cũng được mà không lấy nghĩa cũng được. Nếu mà lấy nghĩa đó thì cái chữ chữ ê quá ở đây đó mình dịch giống như lễ giới từ just là chỉ. Rồi từ cuối cùng á nu tha quá tí, đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số ít. Chúng ta thấy cái động từ này đi theo chữ pa cha đó. Pa cha là danh từ nữ tính, ngôi thứ nhất số ít, nhưng mà đó là danh từ tập hợp. Thành ra ra chữ pa cha đó mình dịch là đám người hay là quần chúng hay là nhân loại. Rồi nu tha qua tí có nghĩa đó là đi theo hay là chạy theo đó, mà mình dịch theo ý đó ha, thì là đi theo lối cũ đường mòn. Quý vị mà nghe thuyết giảng Phật pháp nhiều đó thì quý vị sẽ hiểu đi theo lối cũ đường mòn đó, tức là lòng vòng ở trong ba cõi. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Chúng ta dịch văn xuôi nè. Thì khi mà dịch văn xuôi đó, xin thưa quý vị, mình có thể đảo đảo tự. Đảo tự thì lúc đó mình mới dễ dàng thấy. Chữ Manusse xuống ở đây đó mình dịch giống như là trạng từ. Manusse xuống giữa nhân loại. Dê dê chát na, giữa nhân loại những người nào. Dê chát na, dê ở đây đó là bổ nghĩa cho chữ chát na. Giữa nhân loại những người nào, Paragamino là những người đi đến bờ kia. Thì T, những người ấy, Apaka là ít ỏi. Athayang Itarapacha, đám người khác còn lại. Là đám người khác còn lại. Anuthawati. Anuthawati là đi theo hay là chạy theo. Tiramewa, bờ này hay là bờ bên đây. Bờ kia thì là phải có bờ bên này, bờ này. Rồi đó là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 85. Kính riêng cô Ái Minh, xin lỗi cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 85. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần này hay và phần 3 của câu kệ. Arahang
samma sambuddho bhagava buddhang bhagavan tang avivadhemi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 85. Câu kệ này nằm trong phẩm Pandita Vagga. Câu kệ cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 86. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến một nhóm thiện tín, tức là chư thiện nam tín nữ đi đến chùa để nghe Pháp. Chúng ta biết vào thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại tiền đó, thì cứ chiều nào khi mà Ngài có ở tại kỳ viên, chùa kỳ viên đó, thì chiều nào Ngài cũng có thuyết pháp đến cho chư thiện nam tín nữ cả. Khi nào mà Ngài không có ở đó, thì là các vị sư khác sẽ thuyết. Thành thử ra đó là cứ chiều chiều đó là bà con chư Phật tử chúng ta sẽ vào chùa nghe pháp. Và có đôi khi đó thì vào chùa rồi ở trong chùa suốt luôn cho tới sáng ngày mai, như là các cái ngày Bát Quan Trai Giới đó. Thì suốt cả đêm đó đó, Đức Phật cùng với chư Tăng sẽ luân phiên giảng pháp đến cho bà con chư Phật tử, để bà con chư Phật tử qua lời giảng dạy của Đức Phật cùng với chư Tăng đó đó, để hiểu, để biết được phương pháp cách thức thực hành sống sao đó, để bản thân của mình có được an lạc, những người thân yêu của mình cũng có được cái sự an lạc. Thành thử ra một lần nọ có rất là nhiều người ở dọc theo cái con đường ở trong thành Sao Quách Thi đó, họ cùng với nhau thành lập thành một cái nhóm. Nhóm này đó cùng nhau tạo các cái việc phước, như là bố thí, trì giới nè, rồi cũng có tu tiến nữa. Và một lần nọ họ cùng nhau đến chùa để mà nghe pháp suốt một đêm luôn. Thì nghe pháp suốt một đêm ở đây đó mình hiểu đó là ngày Bát Quan Trai đó. Bà con chư Phật tử mới đến ở trong chùa suốt cả một đêm đến sáng hôm sau rồi mới về nhà. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái ý định ban đầu đó rất là tốt đẹp vậy, nhưng mà rồi nè, trong cái đêm đó đó thì có nhiều lý do, cho nên khiến cho đó là một số người đó nghe được chút xíu rồi chịu không nổi bỏ về. Số người nghe được tới chừng nửa đêm rồi chịu cũng không nổi bỏ về. Số người nghe được tới gần sáng chịu không nổi rồi bỏ về. Không có ai nghe cho nó hết từ đầu hôm đến sáng mai, tức là hoàn thành một cái ngày thọ Bát Quan Trai Giới cả. Lý do làm sao ạ? Là vì có nhiều người đó, vì lòng tham dục nó khởi lên, cho nên đó là ngồi yên không được.
tự động rút lui. Rồi một số người đó là vì do cái sự bực bội khó chịu nổi lên, thành ra ra là cũng ra về. Rồi có một số người đó là vì không quen, thành ra ra là hôn trầm thủy miên, quể quải, dễ giả dội nè, cho nên đó là cũng không có nghe pháp được, thành ra đó là bỏ ra về. Rồi có một số người đó mà thức được tới sáng đó thì xin thưa quý vị, đó là thức bằng hai cái đầu gối thôi, thức bằng hai cái mắt cá thôi, chứ còn đó là mắt đó thì nhắm mất tiêu. Nói như vậy có nghĩa đó là không có ai đó mà hoàn thành công việc cả, tức là làm công việc bỏ giữa chừng. Tại sao chúng tôi lại nhấn mạnh đến cái ý đó là không có hoàn thành công việc, bỏ giữa chừng à? Thì ở đây xin được đóng mặt mở mặt. Xin thưa quý vị, ở trong bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc Mangala Sutta, ở trong đó có một pháp Đức Thế Tôn ngài dạy, đó là Anakula Chakamanta Etam Mangala Mutamang. Làm xong công việc của mình hay là hoàn thành một công việc đó, thì đó là hạnh phúc cao thượng hay là hạnh phúc tối thượng. Thì đối với người mà tu theo Đức Phật đó, thì xin thưa quý vị, cái công việc cần phải làm đó, đó là đoạn lậu, đoạn tận lậu hoặc. Khi nào mà hết lậu hoặc đó, thì hoàn thành cái công việc đó, đó mới thật sự là an lạc, là hạnh phúc tối thượng. Tại sao? Vì hết lậu hoặc đó là hết khổ. Thì thành ra đó là xong cái công việc đó, đó thì là mới hoàn thành được cái công việc của một người tu. Do vậy đó, bà con chúng ta mà đọc ở trong kinh sách đó, thì khi nào đó mà có một thiện nam tử, một tín nữ nhân nào đó mà thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh đó, thì lúc đó đó họ hoan hỷ quá, cái họ mới khởi thốt lên cái câu cảm hứng đó là phận sự đã xong, việc cần làm đã làm, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là phận sự đã xong, tức là làm xong cái công việc của mình á, là đoạn sạch sành sanh hết tất cả các lậu hoặc. Vậy đó mới xong đó, xin thưa quý vị. Thì khi mà làm xong vậy đó thì hỏi bà con chứ mình đã sang bờ bên kia chưa? Sang rồi, mình đến đích rồi đó. Đó, người tu đó là phải vậy đó. Ngày hôm sau cái bắt đầu đó là chư tỳ kheo rồi sa di, thì khi mà quý vị biết chúng tôi nói chư tỳ kheo và sa di ở đây đó thì mình hiểu đó là phàm phu ha. Chư tỳ kheo và sa di mới tụ họp lại tại giảng đường đó, cái mới thảo luận bàn tán xôn xao về cái chuyện này nè, tức là chuyện có Phật tử vô chùa để nghe pháp vậy đó, rồi cái rớt chọc đường vậy đó, không có ai hoàn thành cái công chuyện của mình từ đầu hôm cho đến sáng được cả. Cái Đức Thế Tôn ngài nghe vậy đó, ngài mới hỏi này các vị đang thảo luận cái chuyện gì đó. Cái chư tỳ kheo với sa di mới bạch ngài lại cái cớ sự vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới nói, ngài nói này các tỳ kheo, những chúng sanh ấy phần đông đó sống theo các hữu hay là sống theo cảnh, các cái cảnh giới. Các cái sống theo các cái hữu ha, là các cái cảnh giới, và bị dính mắc, bị kẹt lại ở trong các hữu, các cảnh giới đó. Cho nên đó, rất là ít người qua được bờ bên kia, tức là rất là ít người từ bỏ được các hữu, các cái cảnh giới đó. Nói vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một hoặc hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu, tức là câu kệ 55 Đức Thế Tôn ngài thuyết.
appakape manusse su ye chana paragamino athayang itra pacha tira mewa nuthawati. Câu này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Còn Ngài Giới Đức thì dịch là: giữa đám nhân loại vật vờ, may ra ít kẻ vượt bờ bến mê, phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại vật vờ, sống say chết mộng bên bờ bến mê, quẩn quanh xuôi ngược ê chề, đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Ngài Hòa Thượng Pháp Minh thì dịch như thế này: nội trong đám nhân quần này, bờ kia đạt đến một ngày mà thôi, còn thì vơ vẩn bồi hồi bao nhiêu người khác tại nơi bờ này. Dạ, Ngài Hòa Thượng Pháp Minh thì dịch vậy. Rồi chúng tôi có dịch văn xuôi của câu kệ này nữa. Thì thành ra đây là bốn cái bản dịch để chúng ta tham khảo ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Và xin thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết dứt cái câu kệ này đó, thì có rất là nhiều chúng sinh, dĩ nhiên là nghe trực tiếp Đức Thế Tôn, chứng được đạo quả, và nhất đó là đạo quả Tu Đà Quần. Ước mong rằng sau khi bà con chúng ta nghe xong cái câu kệ này đó, thì nếu họ đủ duyên lành đó mà mình cũng bỏ túi được một cái quả thánh đó thì là quá ok. Còn nếu không đó thì mình cũng gieo được cái nhân, gieo cái tử giác ngộ, để rồi cái chủng tử giác ngộ này nè, đến thời kỳ chín mùi đó thì nó cho ra quả, thì lúc đó mình cũng được trở thành bậc thánh. Điều đó có nghĩa đó là mình cũng được sang bờ bên kia giống như chư tiền bối đã đi trước. Vậy theo bà con ha, qua bốn cái bản dịch tiếng Việt nè, rồi qua duyên sự mà chúng tôi trình bày đó, thì cái câu kệ này nè, Đức Thế Tôn Ngài dạy cho mình cái gì? Xin thưa với quý vị, ở trong cái câu kệ này đầu tiên đó, mình phải nhận cái điểm như thế này. Đức Thế Tôn Ngài đưa ra cho mình hai hình ảnh. Một đó là người sang được bờ bên kia, và hai đó là người còn lại bờ bên đây. Người sang bờ bên kia đó thì ít, còn người ở lại bên bờ bên đây đó thì nhiều. Để từ đó đó mình xác định được mình sẽ là người sang bờ bên kia hay mình là người ở lại bờ bên đây. Chúng tôi nói ra cái ý này đó thì xin thưa quý vị, dựa vào cái tác phẩm Bi Tiên Vấn Đạo đó, Ngài Nagasena Ngài nói đó là lời dạy của Đức Thế Tôn đó, phơi bày ra giống như cái chợ vậy đó xin thưa quý vị. Cái trong cái chợ đó thì là người ta bày hàng hóa ra lung tung đủ thứ mặt hàng, rồi ai thích cái gì đó thì vô đó chọn. Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như vậy đó. Thành ra ở đây đó Ngài đưa ra cái hình ảnh vậy: người sang bờ bên kia, rồi người ở lại bờ bên đây. Từ cái chỗ đó đó cái bắt đầu mình mới chọn, mình quyết định mình sẽ là người sang bờ bên kia. Vậy thì để chọn mình sang người, mình là người sang bờ bên kia đó, thì xin thưa quý vị, tất yếu nó cũng phải có cái điều kiện. Khi mà thỏa mãn được cái điều kiện đó thì mình sẽ mới được sang bờ bên kia. Còn mà mình không có thỏa mãn cái điều kiện đó thì mình sẽ không có sang được bờ bên kia. Còn mà người ở bờ bên đây thì sao xin thưa quý vị?
bận đây nhiều quá rồi thì thành ra đó là đâu cần điều kiện gì, mình không làm gì cả, mình cũng vẫn cứ ở bờ bờ bên đây. À, sang bờ bên kia đó ít vậy đó, thành ra khó, khó thì buộc lòng nó phải có sự cố gắng, thì lúc đó nó mới cần tới cái điều kiện này điều kiện kia. À, đầu tiên đó mình xác định được à, mình sẽ là người sang bờ bên kia hay là mình vẫn còn ở lại bờ bên này. À, vậy thì ở lại bờ bên này là như thế nào và được sang bờ bên kia là như thế nào? Ở bờ bên đây là gì ạ? Ở bờ bên đây đó ha, mình còn cái gì xin thú vị? Lúc đó mình sẽ còn nghĩ đến ha, hay là còn có nè, của cái tài sản vật chất nè, còn có danh vọng địa vị sức khỏe rồi là uy tín xã hội nè, còn có tri kiến này tri kiến kia, văn bằng này văn bằng nọ. À, còn được người ta khen, người ta tâng bốc mình, à, còn có được cái sự an lạc, hạnh phúc, có vợ, có con, có chồng, có con, à, có thân bằng quyến thuộc, đủ đủ thứ hết vậy đó. À, rồi gì nữa? Bên đây nè, mình còn có là thiên sắc, thiên hương, thiên... À, thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên thọ mạng nè, à, rồi còn có thần thông nữa, à, rồi còn có cái sự an lạc mà mình không phải ăn nè, không phải ngửi nè, không phải đụng chạm chi chi cả, à, tức là an lạc cái hạnh phúc của ở cõi thiên đó. Đó là chúng tôi đang giảng về cái an lạc của ba hữu, à, tức là dục hữu nè, sắc hữu rồi vô sắc hữu ha. Sắc hữu vô sắc hữu là cái an lạc của phỉ lạc do thiền mang lại, ha. Còn ở cõi dục á, thì là an lạc ha. Khi mình được hưởng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ha. Tức là có nhiều của cái tài sản vật chất nè, ha. Vợ đẹp, con ngoan, chồng giỏi, ha. Thân bằng quyến thuộc, địa vị nè, được người ta khen, người ta tấn bóc vân vân. Bờ bên đây là mình sẽ được những cái đó đó xin thú vị. Thì được nhiều quá vậy đó, thích không xin thú vị? Thích quá đi chứ ha. Giàu có ăn thích, được sức khỏe, đẹp trai, đẹp gái, rồi công danh, sự nghiệp, địa vị, nhất khô vạn ứng, quá đã đi chứ, quá ư hạnh phúc đi chứ. À, rồi tri kiến quảng bá nè, làm thầy nè, làm ông cố nội của người khác, quá ư hạnh phúc đi chứ. À, nhưng mà xin thưa quý vị, đó nó còn có cái mặt trái. À, nó còn có mặt trái. À, có vợ đẹp, vợ đẹp quá đi theo cái thằng khác một cái, đau khổ không? Có chồng giỏi, chồng giỏi quá bị người khác, người ta bắt cóc. Bắt đầu đó là có vợ bé lung tung, bực bội tức tối không? À, bực bội tức tối. À, có nhiều của cải tài sản vật chất quá, cái bị người khác người ta dòm ngó, à, người ta phỉnh dụ, người ta lấy nè, hoặc là gì, à, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu rụi, à, bị phá gia chi tử, bị trộm cướp, bị giai cấp cầm quyền đó chiếm đoạt. Lúc đó khổ không? Khổ, quá khổ. Đó, rồi còn cái gì? Làm thầy người ta, à, tri kiến nhiều quá, dẫn đến đó là điên đảo. Rồi dẫn đến là gì? Ngã mạn, à, tâm cao, coi thường bằng vốn. Rồi bắt đầu đó là mới có thù kết quán với lung tung người. Thấy khổ không? Quá khổ luôn. Đó, rồi nữa là gì? À, vì do có quá nhiều thứ vậy đó, cái thành ra đó là dẫn đến gì? Ơi, thấy nhiều quá vậy rồi, mình an lạc rồi, à, mình là vua rồi, làm cố nội người ta rồi, thành ra là giờ gì? Đâu cần là phải thu thúc gìn giữ cái miệng chí, thu thúc gìn giữ cái thân chí, thu thúc gìn giữ cái tâm chí. À, cái miệng này là của mình mà,
Mình là ăn trên ngồi trước gì, mình muốn nói gì nói. Cái thân này là của mình mà. Mình ăn trên ngồi trước vậy đó là muốn làm gì làm. À, thì lúc đó đó, tạo ra vô vàng những bất thiện nghiệp, tạo ra vô vàng những ác nghiệp. Thử hỏi quý vị đó, sau cái đời đó, đó rồi đi đâu về đâu? À, có phải vậy? À, nhưng mà vì rằng ha, ta cha đó là quần đám đông, cái quần chúng, cái đám đông quần chúng đó là những người có cái đặc tính gì, xin thưa quý vị? Ai sao mình làm vậy, ai làm bậy mình cũng làm theo. À, là những người đó mà cái khả năng nhận thức, khả năng phân tích, đánh giá, chứng minh để thấy ra được cái tính hợp lý của vấn đề. Thì tính hợp lý của vấn đề ở đây đó là dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo, dựa trên cơ sở của tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã đó, hầu như là không có hoặc là quá thấp. À, từ cái chỗ đó đó mới nói nè, làm nè, suy nghĩ theo cái tôi, nói làm suy nghĩ theo mình, theo cái ý của mình đó. À, thì từ cái chỗ đó đó mới hướng đến, dẫn đến sa đọa. Giá sa đọa thì khi mà sa đọa vậy bắt đầu là gì? Trở thành thú nè, súc sinh nè. À, trở thành đó là, chúng ta thấy là súc sinh biết bao nhiêu không? Một loài thôi quý vị thấy đó là nó quá trời luôn, đếm hết không? Loài kiến thôi là quá trời rồi đó. À, rồi loài mối nữa đi, thì hai loài này thôi là chúng ta đã đếm không có xuể rồi. Quý vị thấy đông không? Đó, đám đông quần chúng hiểu nghĩa rộng là như vậy đó. Đám đông quần chúng mà mình hiểu trong cái nghĩa đó là nhân loại thôi đó. À, nhân loại thôi đó thì bây giờ mình mới làm cái phép so sánh ha. Để theo quý vị trên thế giới này đó là người giàu nhiều hay là người nghèo nhiều? À, người có quyền nhiều hay là người không có quyền nhiều? À, người có văn bằng tiến sĩ nhiều hay là người không có văn bằng tiến sĩ nhiều? À, từ cái chỗ đó đó ha, mình sẽ thấy được cái bát cha này nè là nhiều hay là ít. Nhiều vô số. Dạ, nhiều vô số. Thì tại sao mà nhiều vô số vậy, xin thưa quý vị? Đó, khi nãy chúng tôi nói quý vị đó, đó là vẫn còn thích thú đam mê trong cái thụ hưởng dục lạc ngũ trần. À, thích ăn ngon mặc đẹp nè, thích ngồi trước, ngồi trên ăn trước, thích làm thầy thiên hạ. Đó, mà không có cái khả năng nhận thức, ý thức được vấn đề, điều kiện, kết quả. À, điều kiện, kết quả từ cái chỗ đó đó mà làm theo cái tôi, làm theo cái chủ quan của mình. Cái mới dẫn đến đó là chịu vô vàng cái hậu quả tan thương, chịu vô vàng cái hậu quả khổ đau vậy. À, khổ đau vậy. À, thì trong số những cái con người này, mình đang sống ở loài người mình thì đang nói đến con người Manusa, thì trong số những con người ở đây đó là mình nói theo cái nghĩa hơi hẹp, còn nếu mà nói rộng ra là sát ta, là chúng sinh. Chúng sinh ở đây đó là chỉ cho luôn cả chúng sinh trong ba giới bốn loại. Ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bốn loại ở đây đó mình hiểu đó là noãn, thai, thất, hoa, bốn loại đó đó. À, trong số chúng sinh đó đó thì xin thưa quý vị đó, ai ha, mà có được cái nhận, có được cái ý thức, có được cái sự hiểu về mặt trái và mặt phải của cuộc đời này, tức là của tam giới này đó. Mặt phải là an lạc hạnh phúc, mà mặt trái là đau khổ. Từ chỗ đó đó cái họ mới không có muốn mình, bản thân của mình đó, bị đau khổ. Thì thành thử ra đó là họ cũng không có thích thú ước muốn cái an lạc hạnh phúc
từ chỗ đó đó họ mới hướng đến từ bỏ mọi thế lợi. Hướng đến từ bỏ mọi thế lợi, tức là hướng đến từ bỏ thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Hay mình nói gọn hơn là hướng đến từ bỏ sự giàu sang nè, hướng đến từ bỏ quy quyền nè, hướng đến từ bỏ đó là tri kiến, làm thầy ta đó, làm cố nội ta đó, từ bỏ những cái đó. Hướng đến từ bỏ dần dần vậy đó. Mà xin thưa quý vị đó, hướng đến cái sự từ bỏ dần dần đó cũng phải liên tục. Chứ không có phải đó là làm theo cái kiểu đó là nắng mưa thất thường. Nếu mà nắng mưa thất thường đó thì xin thưa quý vị đó là lối cũ ta về hay đường mòn ta cũng quay lại thôi. Phải đem làm liên tục vậy đó. Nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái thường cảnh đó, thì bây giờ mới có thể đó, từ bỏ được mọi thế lợi đó. Thì khi mà từ bỏ được mọi thế lợi, bắt đầu là mới hướng đến bờ bên kia được. Từ bỏ mọi thế lợi đó có nghĩa đó là đoạn lậu đó, xin thưa quý vị. Đoạn lậu đó thì mới hướng đến bờ bên kia được. Vậy thì mình phải làm từ từ là như thế nào, xin thưa quý vị? Cái công việc đoạn lậu đó là một cái công việc trường kỳ kháng chiến dài dằng, xin thưa quý vị. Có những người đó là làm tới mấy chục đại kiếp, mấy chục A Tăng kỳ kiếp. Xin lỗi, không phải là mấy chục đâu ha, mà mấy ngàn, đếm không xuể đâu. Có người đó cũng phải làm tới 100.000 đại kiếp, hoặc là mấy chục ngàn đại kiếp, hoặc là trên trên nữa. Cái công việc làm lâu vậy đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, đó là cái công việc to, công việc lớn. Để hoàn thành được công việc to, công việc lớn đó thì mình phải hoàn thành những cái công việc nhỏ nhỏ. Ai mà chúng ta có nghiên cứu về quản trị học nè, hoặc là kinh tế học đó, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu. Khi mà mình đặt ra cái mục tiêu thì sẽ có cái mục tiêu lớn. Rồi trong cái mục tiêu lớn đó, nó sẽ có những cái mục tiêu nhỏ. Hoàn thành hết tất cả các cái mục tiêu nhỏ đó thì sẽ hoàn thành được cái mục tiêu lớn. Dạ, mục tiêu lớn. Chúng ta là người tu Phật, mình hiểu được. Chỉ có thiện nghiệp đó thì mới đưa mình được sang bờ bên kia. Nhưng mà nói thiện nghiệp đó thì xin thưa quý vị đó, nó rộng quá. Thành ra đó là thiện nghiệp đó, đó mình mới hiểu cho nó cụ thể, hiểu cho nó gọn lại. Mình hiểu cho nó gọn, thành ra có ba. Đó là thiện nghiệp liên quan tới bố thí, thiện nghiệp liên quan tới trì giới, và thiện nghiệp liên quan tới tu tiến. Nhưng mà nếu cho nó rộng ra nữa đó thì là thành 10 nhân tạo phước. Nhưng mà rộng ra nữa đó thì xin thưa quý vị kể cũng nhiều lắm, không có hết được đâu. Thành ra đó là mình hiểu 3 hoặc là hiểu 10 vậy thôi. Đó, hiểu 10 thì ở đây mình hiểu chứ nó gọn có 3: bố thí, trì giới, tu tiên. Mình hiểu gọn nữa đó là một việc phước. Cứ một việc phước mà mình hoàn thành thì xem như đó là mình xong được một mục tiêu nhỏ. Rồi nhiều một mục tiêu nhỏ này nó sẽ dẫn đến hoàn thành một mục tiêu lớn. Nhưng mà khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó là công việc đoạn lậu đó thì nó trường kỳ kháng chiến, và mình phải làm quanh năm suốt tháng. Mà không phải chỉ có quanh năm suốt tháng, mà là cái gì? Suốt đời suốt kiếp. Tức là nhiều đời nhiều kiếp nối liền nhau thì mình mới đoạn được lậu. Cũng vậy, ở trong đời sống này nè, khi mình đã hiểu biết về Phật Pháp rồi, cái bắt đầu đó là mình biết tạo thiện nghiệp đó, tạo phước đó là nó có ba vậy: bố thí, trì giới, tu tiên. Thì cứ hễ khi nào mà mình có điều kiện thuận duyên thì mình sẽ bố thí. Và cái việc bố thí này nè là bố thí cho mình, bố thí này nè là một thiện nghiệp, bố thí này nè nó hỗ trợ từ bỏ lòng xiếm tham dữ của mình, cho mình không có phải là bố thí cho ai cả. Hiểu ra vậy đó thì là mình mới có thể bố thí từ bây giờ cho đến khi nhắm mắt được. Và nếu mà mình làm được vậy đó thì xem như là cái gì?
cái bố thí này của mình nó không có bị lưu sụp này. À, thì từ cái chỗ đó mình mới sang bờ bên kia được. Còn ha, giờ mình gì đó đi chùa thì ông sư A, ông thầy B là Nico C gì đó, cái bắt đầu đó là gì, họ dạy mình bố thí, cho mình bố thí. Rồi cái ông sư A, ông sư B, sư cô C gì đó, ổng tu nữa chẳng hạn, hoặc là họ chết đi, cái thôi mình bố thí nữa. Hoặc là gì, mình nghe người này người kia kêu gọi cái mình thấy vui, thấy thương, thấy thích, mình bố thí. Mai mốt không có ai kêu gọi, không có ai nói gì nữa, cái mình thấy nó không có vui, không quan hệ nữa, cái thôi mình bố thí. Đó, thì tự hỏi bà con chứ mình bố thí kiểu vậy đó thì cái bổn xỉn của mình nó bị giảm không, tham dữ của mình bị giảm không? Không. À, mà nếu không có giảm vậy đó thì là lậu hoặc đâu có mòn nữa, đâu có tiêu trừ được. À, thì lậu hoặc nó không mòn, không tiêu trừ được đó thì làm sao mình sang bờ bên kia được? Trì giới cũng vậy. Hôm nay đó mình thấy có thầy, có bà, có hòa thượng, có tai to mặt lớn gì gì đó chứng minh, thì mình người ta giữ giới mình cũng giữ giới. Nhưng mà rồi đó cái mai mốt những người này không có, thì lúc đó mình thấy giờ giữ giới làm gì đâu ai biết đâu. Thôi thì thử hỏi bà con chứ giữ giới theo kiểu nắng mưa vậy đó, thì nó có làm giảm đi cái lòng sân hận của mình không? Không. Mà không giảm đó thì có nghĩa là lậu hoặc nó cũng không giảm. Vậy thì thành ra đó là mình không đến bờ bên kia nữa. Tu tiến cũng vậy, nghe pháp này nè, cái vô bữa nào đó thấy ông sư đó quen quen thích nghe, còn ông sư khác không quen, không thích, không nghe. Hoặc là gì, nghe chút thôi cái mình bỏ ra, thì xin thưa quý vị đó, nghe kiểu đó là chút chút vậy đó, không có đầu, không có giữa, không có cuối vậy đó, thì là làm sao mà mình nắm vững được phương pháp cách thức tỏ trì, phương pháp cách thức thực hành. Thì lúc đó bố thí không khiến cho mình đó thích thú được, trì giới không khiến cho mình thích thú được, tu tiến không khiến cho mình thích thú được. Mình phải có một cái tri kiến tương đối như thế nào để bản thân của mình này phải có được sự thích thú trong việc bố thí cúng dường, phải có được sự thích thú quan hệ trong việc trì giới, phải có được sự thích thú quan hệ trong tu tiến đó. Thì xin thưa quý vị, bố thí trì giới tu tiến đó nó mới liên tục được, mình mới làm đến già đến chết được, mình mới làm kiếp này kiếp khác được. Chứ còn không đó là mình sẽ bỏ dở nửa chừng, và xin thưa ở trong cái chú giải của bài kinh Đại Kinh 40 ở trong một kinh đó, thì ở trong đó mới dạy đó, mỗi một việc phước mình làm đó, phải hội đủ ba yếu tố đó, là có chánh kiến. Chánh kiến này bà con mình hiểu ha. Thứ hai đó là có chánh niệm, chánh niệm để mình nhớ, nhớ phương pháp cách thức làm. Thứ ba có sự tinh tấn, tinh tấn để lướt qua, để đoạn bỏ, từ bỏ các cái chướng duyên. Thì lúc đó xin thưa, mỗi một việc phước mình làm đó mới tới nơi tới chỗ được, và làm như vậy đó mình mới tạo được cái niềm vui, niềm hân hoan, niềm phấn khích cho chính bản thân của mình. Và lúc đó đó bản thân của mình mới cam tâm tình nguyện bố thí trì giới tu tiến cho hết cuộc đời này và các cuộc đời sau sau nữa. Làm như vậy đó thì đến một lúc nào đó mình mới đoạn tận được lâu, và khi đó mình sang bờ bên kia, lúc đó mình là cái gì xin thưa quý vị? Manusesu, Manusesu te ta, mình là ít, là ít người đó trong số những loại đó. Hay nói rộng ra đó là gì? Sát tê xúc, tức là trong số những chúng sinh mình là số ít, mình là những người ít ỏi vì mình đã được sang bờ bên kia. Mà sang bờ bên
bên kia đồng nghiệp đó là hết khổ đau rồi. Thì ước mong được, ước mong tất cả chúng ta đó đều được sang bờ bên kia trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 85 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, tiếng quá an vui. Nam mô Bụt Thầy.